Kính thưa quý vị và anh chị em, tượng Đức Bà Hòa Bình là một bức tượng tạc Đức Mẹ Maria đặt trong hoa viên nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Tượng bắt đầu được nghệ nhân G. Giorgetti người Ý, tên của tác giả được khắc ở trên tà áo dưới chân phía bên trái của bức tượng, tạc vào ngày 8 tháng 12 năm 1958, cách Roma khoảng 500 cây số. Bức tượng cao 4,6 mét, nặng 8 tấn, bằng đá cẩm thạch trắng, được tạc với chủ đích để nhìn từ xa nên không đánh bóng. Vì vậy mà toàn thân tượng, kể cả vùng mặt, vẫn còn những vết điêu khắc thô. Tượng Đức Mẹ trong tư thế đứng thẳng, tay cầm quả địa cầu. Trên đỉnh có đính cây thánh giá. Mắt Đức Mẹ đăm chiêu, nhìn lên trời như đang cầu nguyện. Chân Đức Mẹ đạp đầu con rắn. Trên bệ đá, phía trước bức tượng, người ta có gắn một tấm bảng bằng đồng với hàng chữ Latin Reverina Pacis Opera Pro Nobis, nghĩa là Nữ Vương Hòa Bình cầu cho chúng tôi. Phía dưới bệ đá, người ta đã khoét một cái hốc chỗ giáp với chân tượng Đức Mẹ, trong đó có một chiếc hộp bằng bạc chứa những lời kinh cầu nguyện cho hòa bình của Việt Nam và thế giới. Những lời cầu nguyện đó được viết lên trên những lá mỏng bằng những chất liệu khác nhau như bằng vàng, bạc, thiết, nhôm, giấy, da và đồng, được gửi tới từ nhiều miền của Việt Nam, kể cả từ một số vùng ngoài miền Bắc Việt Nam. Kính thưa quý vị và anh chị em, vào ngày 29 tháng 10 năm 2005, tại thành phố Hồ Chí Minh, loan truyền tin đồn về việc hiện tượng Đức Bà Hòa Bình trước nhà thờ Đức Bà chảy nước mắt. Theo một nguồn tin không chính thức, câu chuyện bắt đầu từ một em bé bán vé số quanh khu vực tượng đài. Khoảng 2 giờ chiều hôm đó, như thường lệ, em vẫn hay ngồi nghỉ trưa tại đây. Mặc dù không có đào, nhưng em rất thích nhìn ngắm gương mặt của một người phụ nữ được tạc tượng này, và chính em đã phát hiện những dòng nước từ mắt chảy dài trên má và đọng lại nơi càm của tượng Đức Mẹ. Tin này nhanh chóng truyền đi khiến cho hàng nghìn người kéo đến. Đến sáng ngày 30 tháng 10 thì lực lượng công an đã dựng hàng rào phong tỏa toàn bộ các ngã đường dẫn vào khu vực nhà thờ Đức Bà, ngăn không cho ô tô và xe máy vào để bảo đảm trật tự cho dòng người tham quan tượng Đức Mẹ. Nhiều ngày sau đó, khu vực này vẫn còn tụ họp rất nhiều người đến xem vì hiếu kỳ hoặc đọc kinh cầu nguyện. Tối ngày 30 tháng 10, Linh Mục Doan Bautista Huỳnh Công Minh, chánh xứ nhà thờ Đức Bà, nêu ý kiến trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh rằng đây là tin đồn thất thiệt, vì tượng đặt ngoài trời không có lau chùi nên có thể có vết này vết khác sau khi mưa, và có thể nhiều người có lòng tin nhìn vào cứ tưởng Đức Mẹ khóc chứ không dựa trên cơ sở nào. Chính quyền không bình luận gì về vấn đề này. Đến ngày 4 tháng 11 năm 2005, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn của Tổng giáo phận Sài Gòn gửi thư chung nói về hiện tượng này. Trong lá thư, Ngài không nêu lên quan điểm bác bỏ hoặc công nhận hiện tượng, nhưng theo Ngài, những dữ liệu thu thập được cho đến thời điểm đó chưa phải là bằng chứng khách quan để có thể khẳng định rằng tượng Đức Mẹ đã khóc.